dạ dạ. Đây 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 đây. Anh để đại trên cái bàn này cho em đi. Cũng hả? Được. Đó, để tôi đem vô cho tới trong này luôn cho. Dạ dạ dạ. Có gì đâu. Đây. Đây đây. Rồi đây đây đi cho nó. Rồi rồi rồi. Mệt quá ha anh. Nói chung cũng đâu có mệt gì đâu, dạ. Sức chai mà. Anh hai ngồi đi. Hả? À, uống cà phê pháo gì không, cái em vô em pha một cái. Không, tôi phải đi. Đi đâu nữa, giờ này nắng quá mà đi đâu. Bữa nay trên xã ta xuống ta hẹn làm việc. Chứ tôi phải đi khảo sát vòng vòng cái ấp mình đó phải không. Đằng sau đừng có tình hình bà con đời sống rồi sao. Mình tạo điều kiện cho người ta làm ăn khá giả lên. Rồi từ từ là cái quy hoạch, cái quy trình của tôi đó. Làm sao cho cái ấp này nè phải trở thành là một cái ấp văn hóa. Yeah. Bởi vì mình không làm việc thì thôi, làm việc là phải có trách nhiệm với yeah. dân, với nước phải không. Thôi ừ. anh hai, công nhận anh hai làm trưởng ấp ở đây là phước cho người dân ở đây lắm. Em thấy là nãy giờ là anh hai là rất là quan tâm tới đời sống của người dân. Cái gì? Nói chung, với lại em thấy cái gì, cái ngôn ngữ mà mình dùng để mà mình nói về những cái từ chuyên môn á, mà thiệt nha, nó nghe nó đã lắm, nhưng mà em không có hiểu. Ây da. Trời đất ơi, tôi nói với cô Tư nha. Dạ. Phụ nữ mà cần gì hiểu qua cái đó làm chi. Chỉ cần xinh đẹp, bình an, mạnh khỏe, tươi mát như cô Tư vậy là được rồi. Anh khen hết lời chi, mắc cỡ, lỗ mũi nở hết trơn trời. Năm nay chắc cũng ngoài 30 rồi hả? Trời, cái gì vậy? Ôi, em hơn 40 tuổi rồi. Hơn 40 tuổi? Đúng rồi, hơn 40 tuổi rồi. Mèo ơi, vậy mà tôi nhìn cô Tư đó nghe, là cỡ chừng 31 à. Trời, trẻ dễ sợ luôn chứ. Không có một nét nhăn luôn trời. Tại mập á, nó không có nhăn kịp á. Ở chỗ nào cũng thẳng băng hết trơn nha. Thôi, ăn gì khô gì để em lấy ít khô về nhậu nè. Thôi được rồi, tôi ngồi đây nói chuyện với cô Tư chút tôi đi. Tôi cũng nói thiệt với cô Tư nha. Dạ. Hồi tôi còn làm việc ở trên huyện á. Dạ. Tôi nói thiệt, mấy cô gái trẻ trẻ cũng mê tôi lắm. Thôi nói chuyện luôn á. Tôi đâu để ý ai đâu, tôi cũng không để ý cô nào hết trơn á. Công nhận á, anh hai tuy là có hơi lớn tuổi một tí nhưng mà phong độ với lại nhìn nó đỉnh đạt lắm. Huống hồ gì em nhìn em còn phái, huống hồ gì mấy cô trẻ trẻ với lại mấy năm trước chắc còn trẻ hơn giờ nữa. Tôi nói thiệt cô Tư nghe, tôi ra vô tiếp xúc với cô Tư á. Dạ. Lần đầu tôi gặp cô Tư đó thiệt là tôi tự nhiên thấy về nó hơi bị khó ngủ. Ngủ nha. Thử tôi về cô Tư lúc nào tôi nằm ngủ tôi cũng thấy cô Tư. Thức dậy cũng thấy cô Tư. Làm như lúc nào cũng tưởng nhớ tới cô Tư đó. Thì ra là nhiều khi mình ấn tượng, mình nhớ. Ấn tượng, cái người mà mình để ý. Dạ. Đúng là giọng điệu của mấy anh cha thành phố về ha. Nói chuyện nghe ngọt xếp với gái không à. Anh ba ngồi đi. Dạ. Anh ba ăn gì uống gì để em vô em làm luôn lúc nè. Cho tôi tô mì với hai cái trứng đi. Dạ, tô mì hai cái trứng. Dạ, ăn trứng nuôi phải. Dạ ta nha anh nha. Cô Tư ơi. Dạ. Cho tôi cũng tô mì mà 4 cái trứng đi. 4 trứng luôn. Bởi vì cấp dưới ăn 2 trứng thì mình cấp trên mình đã ăn 4 trứng. Dạ dạ dạ. Tôi 4 trứng luôn nha. Dạ dạ 4 trứng luôn. Vậy tôi 6 trứng nha. 6 trứng hả? Ủa, con gà nó đẻ không có kịp. Thôi thì cứ lấy đi mà. Cứ lấy vòng 6 trứng nè, chục trứng gì cũng được mà. Dạ dạ. Không ăn mì với trứng đâu mà. Dạ. Để cho tôi bò vô nha. Dạ bò. Tôi cũng thêm miếng bắp bò nha. Dạ bắp bò ha anh. Ừ. Dạ rồi. Hai anh ngồi đây nha. Đi đâu? Đó. Cô Tư đâu? Chạy u ra ngoài chợ để đi mua gù bò với bắp bò chứ nhà làm gì có mấy cái đó. Trời đất ơi, cô đi ra tới chợ, cô về tới đây tới chiều à. Thôi có gì ăn lấy đi. Ở nhà giờ còn có một miếng vụn bò hả? Với lại mấy cái trứng. Rồi rồi thôi vậy cũng được. Vậy. Vậy ha. Vậy đi. Nếu mà còn miếng thì thôi bỏ hết qua tô đi, vụn bò cũng được nha. Dạ. Vậy thôi để em vô mừng nha. Mừng lớn tuổi rồi, ăn bò nhiều quá nó bổ quá, ăn nhiều quá nó lên máu. Ăn bò nó có chất bổ, nó mới thông minh, mới làm việc được, mới suy nghĩ ra cái chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ để lo cho dân, cho nước, cho ấp mình. Ôi trời ơi, chết rồi, thôi chết rồi. Cái gì vậy? Chết gì rồi, ai chết? Trời ơi, gì? Cái gì? Mới vừa bỡ cái nồi nước tính là nấu nước để luộc mì à, ai dè cúp điện hết trơn rồi.
Trời ơi, thiệt là xui ghê mà. Em thấy nhà hổm đài á, cái ấp mình ngộ lắm. Thích cúp điện cúp, thích cúp nước là cúp. Khổ ghê đó, hôm nay có hai anh ấp ở đây nè, làm chứng cho em. Rồi buôn bán nhà nào, khách người ta mới vô kêu nó cúp điện vậy đó. Thôi cô Tư yên tâm đi, cái này để tôi làm tờ trình á, tôi kiến nghị lên cấp trên, mới mốt không có xảy ra vụ này nữa. Dạ. Cô Tư làm đơn đi, rồi tôi ký cho. Ủa bây giờ làm đơn rồi khi nào mới có điện, rồi khi nào mới nấu? Tôi làm đơn, cô làm đơn đi, tôi ký, có điện cái gì? Thôi thôi, tôi tờ trình cái gì? Tờ trình mà về tới đây là hai mẹ con người ta chết đói sao? Cái điện cúp này là mình sửa nó có cái gì đâu mà phải tờ trình. Đâu rồi cái hộp mà điện cái dạ. Chỗ nào đâu? Ở trong đây nè anh, nó nằm bớt sau lưng cái cửa đó, vừa mới bước vô cái là nó tới liền đó. Trời Phật ơi, dây điện gì đâu mà câu gì mà chằng chịt quá trời quá đất, chỉ không biết biết đường đâu mà làm đây ra phao. Cái gì vậy? Anh hai, anh có sao không anh hai? Trời đất ơi. Trời đất ơi, anh có sao không vậy? Trời ơi, cái gì mà, ui da, trời ơi, điện nó còn giật em luôn nè. Anh ngồi xuống đi. Trời ơi, chết rồi, thôi chết rồi. Trời ơi, điện thui hết trơn rồi. Ngơ ngơ ngáo ngáo rồi. Bởi vì không biết cái gì điện hết trơn á, mà vô mà đặt xạo vô đó làm cái gì. Không giật chết là may mắn lắm đó. Nhà có chắc cái đứt cầu chì hả chạm điện gì thôi, để vô tôi coi cho. Bởi bác cái đồ quý này lạc giặt cái nhà tôi ta quay luôn. Anh ba, anh ba, anh cẩn thận nha anh ba. Cẩn gì tôi phải nhờ ổng đâu. Đó, thấy chưa? Trời ơi, hay quá. Đơn trời giản anh thôi ba à. Ơi, hay quá anh ba ơi. Đơn giản thôi chứ đâu bị... Công nhận luôn á, anh là vừa có tài này, rồi hả vừa nhanh nhẹn nữa. Với cái phong thái của anh là phải làm trưởng ấp em mới ưng. Trời ơi, thôi cái chuyện giặt thôi mà. Làm để đơn rồi lên chi, không? Bởi vậy hiểu biết quá đi, thành ra nuôi bò sữa là con nào nó cũng chết hết trơn, đòi mới về đây. Thôi để em vô em nấu lẹ lẹ hai gói mì cho hai anh ăn nha. Lẹ lẹ đói quá. Chưa Tết bọn táo về sớm quá. Trời ơi, người ta đang làm mà cái gì vậy trời, hối hoài. Ai hối gì đâu. Tôi nói chưa Tết bọn táo về sớm quá. Cái gì mà nói hoài vậy trời, bực bội ghê luôn nha. Bực mình quá trời, cái này biết sao đây trời? Nữa à. Thiệt tình á, đang làm mà cứ bận tay bận chân mà cứ hối. Gì hối gì đâu, gì? Em không có nói anh, em hối, em nói cái này nè. Gì? Đây nè hai anh coi giùm em coi, trời đất ơi, nghĩ làm sao vậy? Nó ghi cái gì mà đưa cho nó cái gì mà E-mail gì đó. Đó, cái chữ E-mail đó là cái gì vậy? Không biết. Nó kêu gửi E-mail là gửi cái gì? Ở đây, không biết đâu. Giờ ông tướng cầm điện thoại rồi biết không biết rồi. Đó, anh coi giùm em coi. Đây nè, đây nè. Mắt thấy đường không? Đó. Trời đất ơi, cái này đã gửi ba cái mail cho cô nè. Cô có đặt hàng gì ở trên thị xã không? Đã gửi, ta nhắn tin, đã gửi vô nè mail cho cô nè. Có một cái tủ lạnh để trữ ba cái đồ ăn nè. Vậy nãy giờ cô chưa có này phải không? Không có anh ơi. Để tôi làm cho cô luôn nè. Ủa nhưng mà làm cái đó để làm gì? Mail. Là cái mail á biết không? Mail. Cục cái mỏ vô bớt. Dĩu nhảo lâm vô này ướt cái điện thoại đó. Đây nè. Để tôi lập trình cho cô luôn nha. Dạ. Tên cô luôn nha. Dạ dạ. Tư mập. Dạ. Xinh đẹp. A còng gmail. Chấm com. Rồi. Dạ. Số điện thoại của số mấy ghi vô đây. Dạ dạ, cái số điện thoại của em. Dạ. Trời ơi, không biết là sao làm cái gì mà. Biết rồi, cái này gọi là cái gì nè? Cái gì thì cái đó là không biết đó, không biết rồi. Mail phải không? Cái nào không biết thì đừng có tham gia, phải không? Sao? Mail mà. Đó, xong chưa? Dạ xong rồi. Đó, hay quá, ngưỡng mộ anh hai quá à. Cái người mà cỡ tuổi em trẻ như vậy mà còn không biết cái vụ mail này nữa nè. Bởi vì cái người mà làm việc ở trên thị xã có khác. Với cái năng lực của anh hai, với cái đức độ và tài cán của anh hai, em nghĩ là xứng tầm làm ở trên tỉnh á. Chứ không ấp này là không có màn được. Vậy thôi để em chạy vô, em nấu hai gói mì ra cho hai anh ăn liền nha. Lẹ đi, đói lắm rồi đó. Dạ. Ê Tân. Ê chú hai. Đêm hôm mày làm gì mày ngồi đây mày đốt lửa làm gì vậy? Dạ có làm gì đâu. Rồi chú hai làm gì ở đây? Tao là trưởng ấp. Tao muốn đi đâu tao đi chứ. Bận đêm bận hôm tao phải đi từng tra an ninh trật tự.
có ai bắt trộm, bắt gà, bắt chó gì không chứ? Chà, trong vỏ có mấy con cá lóc bự quá ha. Bự đâu chứ, chút ép, nhỏ xíu. Cái gì mà ép, đưa dễ dễ kìa. Mấy con này đâu có dưới 1 kg đâu. Tao biết rồi, mày giăng lưới mày bắt trộm nhà cá, đìa cá của tía mày phải không? Cũng là của tía con lấy con hai con có gì đâu lạnh ghê. Con hai con gì? Mày giăng lưới dưới cái mương, dưới cái đìa ổng nè, phải không? Rồi đem ra chợ bán lấy tiền đi chơi điện tử chứ gì? Tao mát tía mày đó, cho mày hay. Chú Hai, chú nói nhỏ 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 cái. Chú nói lớn quá tía con ra, ổng quất con chết luôn á. Chú, thương con chú, đừng mát tía con chú. Lần này thôi nha. Dạ. Đừng nghe tao hỏi nè. Dạ. Con nghe nói hình như mày biết sửa điện phải không? Trời ơi, tưởng gì. Con học trung cấp ở trên đó đó. Về điện máy nha, vi tính nha, sửa điện thoại nha. Quất hết, sửa hết luôn. Bây giờ đó, mày dạy tao hai món thôi. Thấy không? Chuyện gì? Nhà bà Tư cúp điện. Tao bó tay không biết được sửa, mặt ngơ ngơ ngác ngác luôn. Trời ơi, tưởng gì, cúp điện mà không biết sửa. Không biết được sửa nữa. Trời ơi, dễ ẹt. Chú ngồi ở đây con chỉ cho. Chỉ tao coi. Đây, chú kể con cái tình hình lúc đó nó cúp làm sao nè. Thì nó đang ngồi uống nước vậy đó, tự nhiên cúp cái bực mất tiêu, tối thui luôn, không có điện gì. Thì chỉ tao coi. Kiểm tra cầu chì chưa? Cầu chì là cái gì? Cái cầu chì là, đây này nha, ví dụ chưa? Nè, cái này là cái sợi dây điện nha. Điện nó sẽ chạy từ đây vô cái bóng đèn. Đó, nếu mà ổn áp á là đèn nó sáng. Còn nếu mà đèn không sáng, cái đầu bên này nè, chắc chắn hư là cái cầu chì nó hư đó chú. Rồi bây giờ mình sửa nó là mình sửa cấp thời là sửa kiểu sao? Sửa cấp thời hả? À, bây giờ là chú lấy sợi dây đồng nha. Rồi chú quấn vô cái chỗ cầu chì đó đó. Thế cho chỗ cầu chì. Nhưng mà cái này tạm thời thôi đó nha. Làm gì mà làm, phải thay cái cầu chì vô. Biết rồi, nhưng mà làm cháy liền là lấy cọng dây đồng phải không? Muốn cháy liền hơn nữa hả? Cháy liền á. Có cách luôn. Cách gì? Cái giấy bạc á, ở trong gói thuốc á, chú quấn lại nha. Rồi chú nối hai đầu thế giữa chỗ cầu chì, được luôn. Được luôn hả? Được luôn. Quá trời dễ vậy ta. Thôi được rồi, tao biết rồi. Để mai mốt có cúp điện, tao lấy uy tín với bả lại. Dạ. Chứ hồi chiều này tao thấy nhục quá rồi. Quá nhục luôn rồi. Dạ. Nhà Tư Linh. Đàn ông con trai là tên Linh. Là chết chắc Linh lắm. Nhà Tư Linh có 6 đứa con. Mới sinh ra đứa con gái chưa làm giấy khai sanh. Coi như 6 đứa rưỡi. Nhà bà bạn. Làm gì vậy mày? Chú Ba. Làm gì leo lúc vậy? À, chú Ba đi đâu vậy chú Ba? Tao đi khảo sát tình hình chứ đâu. Dạ. Khảo sát dân số đang làm nhiệm vụ. Mày cầm cái gì hả? À, như thường lệ mấy con cá nhỏ nhỏ. Để con cá nhỏ tao đi. Để đi. Ăn cắp phải không? Chú. Tao đi khảo sát ấy bắt gặp được. Bởi vì cha năm á, ba mày đó, sanh mày ra để sanh trứng gà chứ từ sướng hơn nữa. Ăn cắp tao ngày. Trời ơi. Thôi chú ơi, thương con chỗ chú giáo thương tình nạt hoài. Mà một lần thì thôi tao tha thứ đó nha. Dạ. Một lần nữa là mày chết với tao nghe chưa. Dạ. Tao bắt mày về trụ sở á. Vô mát đứng đi. Mày đứng ngoài nắng mày khùng hả. Đây nè. Ê, tao có chuyện này nhờ mày giúp tao. Mày giúp tao được cái tao bỏ qua tất cả mà cho cái hộp tiền hổng tao mượn đó không. Cho mày luôn. Trời ơi, thiệt hả chú? Bây giờ tao giờ mày giải thích giùm tao mà cái gì nè. Cái gì nè mà bữa tao nghe anh trai Thành nói nè. Cái gì mà cái gì chú? Giống như con mèo kêu rồi đó. Mèo kêu mà con mèo kêu là Hello Kitty hả? Phải. Cái gì nè, cái gì mà bấm trên điện thoại mà gì meo meo đó. Email. Ô đó đó đó. Email đó. Email đó, đúng không? Đó đó đó. Rồi chuyện gì? Mày giúp giùm tao á, mày chỉ tao á cái gì email là sao sao để tao cắt nghĩa cho bà Tư biết là bà Tư nể tao trong gì hết á. Email là bây giờ chú muốn biết là cái email là cái gì đúng không? Đúng rồi. Đó là một cái là cổng thông tin kết nối mọi người ở trên mạng. Ok nha, đó, hiểu đó. Mà chú biết cái Yahoo có không? Rồi, không biết luôn. Google, biết không? Thôi mà, mệt quá. Mày tự sao giải thích sao? Tao chỉ biết Facebook thôi. À, Facebook. Có Facebook là... Được rồi, bây giờ Facebook cho con coi coi. Đây, mày vô là
Tony Chung. Tony. Wow, có hình luôn nè, có hình luôn nè. Đó, ghê nha, ghê nha. Đó, chú kết nối cái này được là có nghĩa là chú đã có một cái hộp mail rồi đó. Dạ, mà hả? Chú không biết hả? Không. Cái hồi xưa người ta viết tay, gửi thư cho nhau. À. Bây giờ người ta không viết tay nữa, mà người ta gửi mail. Biết rồi, thầy cảm ơn nha. Nhớ bữa nào gửi tiền tao nha. Ê, hồi nãy chú hứa với con là... Hứa gì? Chuyện như này xong rồi chú bỏ luôn mà. Tao có nói không? Có. Lớn tuổi làm như lẫn vậy ta. Nè, thấy không? Dạ. Thấy cái này cái gì không? Cái đó cái gì anh? Da ho. Da ho là cái gì vậy? Da, nhớ tới ho. Da ho, tiếng nước ngoài dễ biết lắm. Nè, còn cái dấu này nè. Google. Google. Đọc đọc vậy là người ta cười chết. Google. Mở cái gì? Google. Là cái mỏ phải dành dành như Google. Ừ. Đây là hai công ty lớn nước ngoài. Nó là truyền thông đủ thứ hết trơn hết trọi á. Thí dụ như là mình cái quán cô Tư đi. Dạ, quán người ta tìm muốn tìm tới cái quán cô Tư Mập. Dạ. Thì người ta bấm lên Google. Lên Google. Người ta bấm cô Tư quán cô Tư Mập thì nó sẽ dẫn đường tới đây luôn. Trời đất ơi, hay vậy đó hả? Giống nó giống như là cái Facebook. Là cái gì? Công nghệ thông tin mà. Bây giờ thí dụ như là Tư muốn nhắn mình lại đi. Em nhắn anh lại. À, thì nhắn là anh ba tới gặp em gấp. Anh là, ba tới gặp em gấp. Thì nó nổi lên đây. Thì giống như là mình nhắn tin bình thường á. Đó, nhưng mà không tốn tiền. Trời đất ơi, không có tốn tiền. Đừng có nghe lời cha hai. Sao cha vậy? Hai cho dạy bậy không? Dạ. Trời đất ơi, đọc không đúng cái âm của nước ngoài. Ủa, đọc không đúng hả? Nè, thí dụ như là cái hổm đó, ổng nói cái gì đó. Là cái E-M-I-L. À, mày lờ cái gì? Nó bậy không à? Phải đọc là email. Email. Tiếng nước ngoài dễ đọc lắm. Thí dụ như là mình phải học là thấy con mèo chạy ngang nè. Thấy mình mèo. Nói email. À, giống như mình đang đi tung tăng trên đường, con mèo nó chạy ngang. Email. Đó. Đúng không? Là cái hổm ổng chỉ đó. Ta? Ông chỉ mà ổng chỉ không đúng. Dạ. Trời ơi, công nghệ thông tin tôi rảnh lắm. Vậy hả? Chứ sao? Công nhận nha, anh ba vừa biết về điện mà còn biết về cái vụ mà tiếng nước ngoài nó hay quá. Mà con nói cô Tư nghe là. Dạ. Cô Tư nhớ cái từ nha. Dạ. Google. Ờ, nếu mà muốn biết cái gì thì tìm cái gì đó mình phải vô chị Google. Ai cũng nói vậy đó. Dạ dạ. Ờ, nó biết gì đó. Có nhà cô Tư ơi. Dạ dạ có anh hai vô ngồi trên hai. Ơi. Dạ để em nhắc cái thân ghế anh hai ngồi. Từng chất ra hả? Thấy không có ai, chào đứng hết. Chào cấp dưới. Dạ. Anh hai ngồi đi. Anh hai ngồi đi. Ờ, được rồi. Tôi thấy ba cái bóng đèn nhà cô nó đứt rồi. Tôi mới thay bữa nay tôi lợi tôi thay bóng đèn cho cô. Trời đất. Đó, đèn này nào, đèn trời có thủ theo luôn trời. Phải trách nhiệm chứ. Phải để ý từng bóng đèn của dân mà đứt đó thì mình cũng quá có trách nhiệm mình thay chứ. Bóng đèn này là bóng đèn led. Rồi miếng nó đứt một bóng đó là nó đứt luôn một vàng đó. Dạ. Đứt chờ bóng chỉ tôi không? Đó tôi nói gì nè, đứt luôn một vàng này nè. Dạ, vàng dạ. Đó chứ không chơi đâu à. Biết sao không? Em cũng tính kêu thợ vô sửa rồi mà ngặt bữa giờ bán chưa có gom, chưa có đủ tiền. Trời ơi, thợ thầy thì bác cái chuyện này là bác cái chuyện lặt vặt. Dạ. Không, ai đã làm. Trời ơi. Ai làm cũng được. Ừ, dạ. Đi để tôi thay bóng đèn chứ. Dạ, hôm dạ. Đó là cái mặt như cái đít nồi đâu chưa sợ đó. Mà đi, thì nói gì tội nghiệp ảnh. Ở đời mà, phải không? Cái gì nó cũng vậy. Nó cũng phải có vấp ngã rồi mới nó đứng lên. Không? Giật nó nhẹ lắm cũng 6 tháng thôi nha. Không sao, cúp điện rồi hả cô Tư? Dạ dạ. Chuyện bình thường. Em nghĩ anh nhích cái ghế qua đây nè. Không phải nó bị cái mí nó cao hơn đó cô Tư. Tôi cẩn thận lắm. Làm cái gì cũng phải cẩn thận. Coi chừng. Cúp điện rồi. À, không, cái gì cái cũng phải cẩn thận. Thôi điện. Nè, cô Tư nhìn dạ. Tôi thay rồi mới bốc của tôi thay nha. Dạ. Nè, đó. Nó có đồ dặn vô. Ừ. Dạ, dạ. Rồi, dạ. Cảm ơn anh ha. Cái này nó bị hư rồi anh ơi. Hư rồi, nó dạ. Đứt rồi, nó đứt một luồng luôn đó chứ không phải chơi đâu. Nè, gắt nó vô. Hay quá. À. Rồi. Mở lên cái coi. Dạ. Để em chạy u trong em mở. Dạ. Ừ, mở lên cái đi. Dính vô chỗ mối điện kìa, để nó mở nó mới sáng chứ. Đâu được, trời ơi, ông mà biết cái gì ba cái vụ điện đuốc này. À, tại vì á là đi nhiều chuyện sớm làng quá, rồi gặp thằng này gặp thằng kia nên bây giờ mới biết chút đỉnh. Rồi mở lên cô Tư ơi. Rồi. Trái chưa anh? Xong, có điện rồi đó.
Trời đất quỷ thần ơi, tao nói vô chổng mở mà hồi hộp sợ nó không có cháy. Trời ơi, chuyện nhỏ. Ôi anh hai ơi, sao anh hay dữ vậy anh hai? Không có anh là kể như em tốn mớ tiền để em thay nguyên một cái vàng đèn này rồi. Trời ơi. Không hay sao được. Mà Phan, hình như giờ này ban ngày đúng không? Ban ngày trời nắng chang chang, gắn bóng đèn cũng đâu có làm gì ngoài cái vụ tốn điện. Chi cho tốn điện vậy? Không, mình gắn lên để cho người ta biết là mình đã làm mấy cái chuyện này được. Để tối thua người ta tưởng đâu mình không biết làm. Vậy chắc cũng xề tới xề lui thằng này thằng nọ nó chỉ ra mới biết chứ gì. Cô Tư ngồi đi, tôi chỉ cái là tôi cũng chuẩn bị về rồi. Dạ. Tôi nhớ cái là cái da ho đó. Da ho. Với cái gố gồ á là dạ. Nó hai cái hãng khác. Dạ. Nhưng mà cái gố gồ đó thì cô đăng ký tiện lợi lắm. Cô đăng ký cái tên cái quán Tư Mập đi. Dạ. Thì người ta sẽ tìm tới đây nhiều hơn. Trời hay vậy đó ha. À, nhớ mà đọc đúng nha. Dạ, dạ. Gố gồ. Gố gồ. À. Dạ. Cũng lết dữ lắm rồi mới học được cái này nè. Mới đi nghe đàn học sàn khôn mà. Chắc cũng lết dữ lắm rồi. Kệ người ta. Bây giờ đó tôi chỉ cô cái vấn đề điện. À bây giờ điện đó, bây giờ cô bắt cái bóng đèn đây. Dạ. Thì cái cổng dây nè nó chạy vô trong cái hộp. Dạ đúng rồi. À cái hộp trong đó đó là nó có cái cầu chì. Dạ dạ. À, nếu mà cô mở lên mà cái bóng đèn này nó không cháy. Dạ. Tất nhiên là nó bị đứt cầu chì. Đứt cầu chì rồi luôn ta. Đứt cái cầu chì ha. Rồi bắt đầu đó cô phải vô cô mở ra cô coi, cô phải thay cái cầu chì. Mình sao mình thay cái cầu chì ở trong. Nhưng mà nếu không có cái cầu chì đó. Dạ. Thì cô lấy cái cọng dây đồng á. Dạ. Với điện mà nó có mấy cọng dây đồng ở trong đó. Dạ. Cô câu vô câu xài vô. Cũng được. Dạ. À, hoặc là trong cái của thuốc hút đó. Dạ. Nó có cái miếng giấy bạc đó. Dạ. Cô lấy cô để vô đó, câu hai đầu lại là mình xài được luôn. Xài cũng được luôn, nhưng mà cái đó xài tạm thời thôi nha. Dạ. Rồi phải mua cái cầu chì mới về thay. Dạ. À, vậy là mình làm tạm thời để mình xài cấp thì thôi. Ờ. Dạ. Rồi phải thay cái khác, đúng không? Nó nổ cháy tùm lum nha. Dạ dạ. Nó nổ ra là cái bạc nó như là cái đít nồi vậy đó. Trên đời này cái gì cũng vậy chứ, cũng phải có thất bại nó mới có thành công chứ. Thất bại là mẹ của thành công. À. Mà mình phải biết. Chứ cái gì mà tôi chỉ kỹ lắm chứ không phải mà năn nỉ mà mướn tiền mấy nhỏ nó dạy rồi chỉ tầm bậy tầm bạ. Mà cái tiếng Tây tiếng U đó không có biết đâu. Dạ. Trời ơi thế nè. Mình làm gì nữa anh? Để tôi làm cái vụ bóng đèn này cho cô coi. Mình thay rồi. À rồi nhưng mà để tôi chỉ thí dụ nó có đứt. Dạ. Thí dụ có đứt thì cô ra đây. Đó. Dạ. Cô phải bắt cái ghế lên, bây giờ cô đứng ấy nó khó lắm, bắt cái ghế nè. Anh cẩn thận nha, cẩn thận nha. Nhưng mà sửa điện đó là phải bắt cái ghế bằng sắt nha. Dạ. Chứ bằng cây là không được, phải ghế bằng sắt. Dạ. Mang dép luôn. Dạ, mang dép để làm gì anh, nó dơ ghế. Không, để điện nó đừng có giật, bị gì nó giật là mình có đôi dép. Dạ, dạ. Mình phải cẩn thận vậy đó. Dạ, mấy nhỏ dạy kỹ quá ha. Ừ, cái gì cũng phải cẩn thận là hơn. Dạ. Đứng lên, thầy đứng hai giò, phải đứng cẩn thận, dùm trước, dùm sau. Bây giờ ba cái sơ ý nó nguy hiểm lắm. Dạ. Đó. Bây giờ cô muốn thay bóng đèn này phải không? Dạ, cô dạ. Đừng đụng vô nó nha, bởi vì nó đang ấy đó, nó có điện trong đó. Dạ dạ, mình không có đụng vô bóng hả anh? Đúng, không đụng đúng, mình phải chỉnh cái này lên. Dạ. Anh sang lên đâu rồi? Hey. Tí nữa chú ơi. Thôi tới đây thôi. Mày làm quá tét, làm hay à mày ơi. Dạ. Vừa vừa thôi. Cái môn võ này mình phải nhẹ nhàng. Dạ, mình phải lạ lướt. Đến khi lúc quan trọng mình ra đâu. Quay. Quay. Chú thấy không? Chú thấy không? Ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Chú thấy cái lá không? Nó lung lay thấy ghê chưa? Võ mà. Võ đâu? Con đánh nó. Quyền con xuất ra làm cho lá lung lay đó chú ơi. Ghê chưa, ghê chưa? Phải không mày? Dạ. May mà cái lá nó ở xa, nó mở gần đây con hơi một cái là banh luôn cái lá. Nghe. Dữ vậy hả? Dạ. Thích không, thích không? Chú biết võ gì không? Võ gì? Vịnh Xuân Quyền. Vịnh Xuân Quyền là gì? Đây là một cái võ xuất xứ từ bên nước ngoài. À, có một ông võ sư ở bên Canada đã qua Việt Nam giao lưu rồi. Đó, ổng là ổng Foster gì đó. Ổng qua đây nha, ổng giao lưu. Ổng đánh đâu rồi, ổng thắng đó chú. Giao lưu với võ sư karate nè, thắng luôn. Võ sư là... gì? Một cái võ sư gì đó nổi tiếng lắm mà con quên bà tên luôn rồi.
cũng Việt Nam, thắng luôn, đánh đâu thắng đó, học đi chú. Mày nói tao nhớ rồi, tao có coi truyền hình rồi. Cái thằng Tây đó mà. Dạ dạ dạ. Cái thằng Tây mà cái thằng bự con như châu nước đó mà. Dạ đúng rồi đúng rồi. Trời đất ơi, cái thằng đó mà ai mà đánh lợi nó. Còn Việt Nam mình nó nhỏ 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 không á, nó bẻ khổ một cái một. Thôi đi mày ơi, học cái võ Việt Nam đi. Mình vừa Việt Nam mà mày đi học bên Tây, bên Tàu rồi làm sao mà biết nói chuyện với nó mà học. Có Việt Nam, có võ Việt Nam cho chú luôn. Làm cho con nha. Lên rồi, lên rồi. Lên rồi. Trời đất ơi. Lên rồi chú ơi. Không lên rồi, lên rồi, lên rồi. Bà nhập mày hả gì lên? Không, chú đụng người con đi. Đụng nhanh lên, đụng, 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 đụng. Ghê chưa, ghê chưa, ghê chưa, sợ chưa? Sợ, 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 sợ. Sợ, trời đất ơi. Chú có cảm thấy một dòng điện từng người con truyền qua người chú không? Hết thấy đường gấp màu rồi. Ghê không? Ủa? Trong người mày có điện thiệt hả? Có chứ chú. Trời ơi, con lấy điện từ dưới đất nè, con giận nội công nó dẫn lên trên người con. Cái này con mới học thôi đó. Con mà học lâu năm một cái ha. Trời ơi, ngàn quát chú ơi. Mày có mang cái bình điện gì cho người mày không mày? Đâu có, con nói rồi, con lấy điện từ dưới đất con dẫn vô người con mà. Vậy đó hả? Ừ. Ủa cái vỏ này tên gì vậy? Rờ Xuân Quyền. Vỏ gì mà dịnh với rờ với mò không vậy mày? Bây giờ kiếm cái món nào cho nó nhẹ nhàng, nó dễ dàng đi. Ngồi một chỗ uống nước trà thôi, nhưng mà ai đụng tới là chết. Đó, vậy đi. Có luôn. Gì? Nhẹ nhàng. Lúc này là rất nổi tiếng bộ môn đó luôn. Ủa. Nói một cái là ai cũng biết luôn. Vô ga. Thôi thôi. Tự nhiên rồi bắt cái bình ga rồi mày vô cho tao như vô nước biển vậy hả? Trời ơi, vô ga chú hiểu đi đâu vậy? Chỉ chứ cái gì yoga là sao? Thì cái bình ga đó đem vô người ta vô đi mình nè. Chứ không có, yoga là cái bộ môn bây giờ rất là nổi tiếng đó, từ bên Ấn Độ. Một cái môn mà nhẹ nhàng mà sức khỏe dồi dào, học là mạnh lắm chú ơi. Ấn Độ à? Dạ. Ấn Độ tao chịu à. Dạ. Việt Nam mình đang chơi với Ấn Độ đó. Dạ. Tại cho ta chơi cái võ Ấn Độ đi. Dạ. Chú ơi, bây giờ mệt quá mà hồi nãy giờ không có cái gì, người nóng trời nắng, nãy giờ hết vỏ này, vỏ khác mệt quá chú ơi. Hiểu. Tiền chứ gì phải không? Trời, chú bây giờ dạy vậy là bao nhiêu tiền, mày nói đại đi, vòng vo cái gì nữa? Ôi chú ơi, chú ai nói gì kỳ vậy? Chú cháu có gì con biết, con chỉ chú nói gì đâu mà tiền bạc, thôi con đâu lấy tiền đâu. Vậy thôi khỏi lấy đi mày ơi. Ê, đâu được chú. cái gì cũng có, con phải sống nữa chú. Bao nhiêu nói đại cho rồi mày ơi, dòng gió tam quốc quà mệt mày quá. Dạ tùy tâm. Anh hai ơi, mở cửa anh ơi. Sao đại vô đây, tôi không có khóa. Thôi nè, bánh mì của anh hai nè anh hai. Để mệt đi. Quá. Để đây hả? Ừ. À, để đó hả? Hay để đây? Để đó. Để đây hả? Ủa, bánh mì để đây hả? Thôi để đây đi. Thôi, tao đang... Để đây đi. Đang tập yoga. Ủa? Yoga? Ừ. Yoga là phải có cái bình ga chứ sao mà ngồi im có một mình vậy? Thôi đi bà ơi, cái yoga đó đừng cho chết hả? Tao tập yoga. À, tập yoga là tập giống như thể dục quá hả? Ừ. Cô biết không? Dạ. Cái môn yoga này đó là nó xuất xứ từ Ấn Độ. Chú cha xa vậy ha. Trời đất ơi, cái ông này đó là ổng là siêu dữ lắm. Ổng chuyên gì giải gì cái này nè. Mấy chục năm rồi, ổng già rồi. Ổng chuẩn bị qua Việt Nam là ổng chết. Gì cơ vậy? Bây giờ thất truyền luôn. Không, ổng mới vừa truyền cho tôi xong là ổng chết luôn. Nếu bây giờ tôi độc quyền luôn cái môn này nè. Hay quá vậy anh. Ừ? Mà cái này á, tập nó có ích lợi gì cho mình không? Trời đất ơi, ít đợi lắm chứ. Ít lợi hả? Trời đất ơi, nó chỉ bá bệnh mà. Trị bá bệnh, thí dụ như bệnh gì nói nghe thử coi. Đây đến này trước tiên á, là bị huyết áp nè. Huyết áp em có nha. Tim mạch nè. Tim mạch có luôn. Tiểu đường nè. Có luôn. Gan nè. Gan anh, nhưng mà cái quan trọng em thắc mắc. Em bị khớp từ bấy lâu nay. Cái khớp nó bị đau dữ lắm, tại mập á, bao nhiêu thịt nó đè xuống mấy cái khớp, banh hết rồi. Diễn đó là dễ ở cái này là cái môn này là chuyên chỉ cái đó mà khớp phải không? Trời ơi hay vậy ha. Ông Sáu vào đây nè. Dạ. Tôi chỉ ông mới tập có 2 tháng thôi. Trời hết luôn anh. Trời đó, có bữa nay khỏe ra coi như ngồi xe lăn đi thoải mái. Chở luôn mà. Đúng rồi, phải ngồi xe lăn mà sao ngồi xe lăn hay vậy? Tháo khớp. Tháo khớp, bây giờ mình tháo khớp mình lên xe lăn cái mình lăn đánh nhanh kìa. Ghê.
Thế ghê vậy? Ghê gì trời ơi, nó ta tháo ngăn đây cho nó gọn, còn cái khúc rồi khỏi dục bỏ để lòng thòng chi. Ôi, nhưng mà tính vô em về rồi tháo khớp rồi ai bợ lên xe lăn cho mà lăn. Đâu có cần ai bợ, chỉ ta kiếm cần cẩu lại nó cẩu lên thôi chứ có gì. Ủa, thấy ghê quá hả? Sao tập được? Vậy đó hả? Ừ. Nó chơi với cô chơi vui vậy thôi. Chứ cái môn yoga này nè, bây giờ thịnh hành dữ lắm, ai ta cũng tập yoga chứ á. Nhưng mà có tháo khớp không? Không, nó không, chơi không. Vậy thôi chứ tháo gì tháo. Nhưng mà chị bá bệnh đúng không? Bá bệnh luôn đó. Anh. Ừ. Thầy giúp học trò được không? Được chứ. Dạ, chứ bây giờ bệnh nhiều quá rồi mà uống thuốc hoài không có hết. Rồi vô đây, vô đây. Vô luôn hả? Vô luôn hả? Mình ngồi cái chân mình sao anh? Dạ, ép ép vô gì nè. Ép hả? Trời cứng bụng quá, ép chết luôn á. Nghe từ từ nha. Từ từ nha. Bây giờ cái môn đầu tiên là đại bàng xòe cánh nè. Đại bàng xòe cánh. Xuống bụng. Xuống. Cấn bụng. Hả? Cấn bụng. Kệ nó. Dạ. Cấn thì phải ráng cho nó cấn, đừng cho nó tan mỡ bụng, biết không? Dạ. Xuống bụng. Xuống bụng. Xuống không nổi hả? Ráng đi. Ráng chút nữa lấy tiền. Ây da, đau quá. Ui da, anh ơi, xuống nổi. Ráng đi, chứ gì đâu nổi, để tôi phụ tiếp cho. Dạ, dạ, giúp. Ây da, đau anh ơi, đau quá. Không phải chịu đau cái này, là vậy đó. Ôi, trời ơi, dẻo đeo rồi đó. Đó, vậy đi. Tôi cũng không nổi nữa. Lên. Lên không nổi hả? Cô Tư à? Trời đất ơi, bà xỉu rồi. Cô Tư. Cô sao cô Tư? Rốt cuộc là bên ông Hai ra, ông chập cái gì? Chú Hai chọn yoga. Yoga là sao? Là cái bộ môn mà ngồi thiền định cho tâm hồn bay bổng. Bỏ. Sao vậy? Cái môn nó dễ lắm chứ. Bỏ. Tao dù dễ cỡ nào tao không muốn đụng hàng. Dạ. Mày chọn cái môn khác cho tao đi. Mày biết tánh tao mà. Ưa ăn nhậu sai xỉn. Mày lựa cái vỏ nào mà phù hợp với vậy mới được chứ. Còn cái vỏ mà bốn mạnh quá tao cũng không được. Ăn nhậu. À. Có luôn. Có luôn hả? Có luôn. Trời ơi, cái bộ môn này võ này sinh ra chỉ dành cho chú rồi đó chú. Võ gì ghê hả? Bộ môn võ túy quyền. Túy quyền? Dạ. Túy quyền là sao? Là võ say. Võ say? Đúng rồi. Trời ơi, võ say. Tao nghe tao phải khái nữa nghe. Dạ. Ê, mà trước khi đánh võ ra là mình uống rượu được không? Mình tập võ. Phải hai xị mới vô được chú. Phải hai xị luôn. Mày lại thèm rượu hả mày? Dạ. Trời ơi, hợp ông thích. Thích. Dạ. Rồi mày làm thử tao coi nó sao. Cái bộ môn này gọi là võ say. Nên cái hình, cái bộ người ta ra vẽ là mình phải say. Ê, cái vỏ gì giống như là cái vỏ gì, cái tay mày làm gì có tật kìa mày. Đâu, cái vỏ người ta vậy cái tay gì vậy để sao? Trời ơi, đừng coi thường nha. Cái quyền pháp khác á là nó là nắm đấm. Còn ở đây là cái như vậy. Đừng nghĩ gì mà nó nhẹ nhàng. Nó dày. Đau chưa? Tao quạo cái mày. Chú mà đang say. Ai mà tới chọc phá chú nha. Chú một cái thôi. Trời ơi, té bò lăn bò càng đó chú. Sao? Vậy là ông Hai tấn số với tao. Mày búa thử tao coi tao phái coi. Dạ. Đó. Búa từ nha, từ tao học mới được nha. Uống nè. Uống luôn hả? Có. Bây giờ búa uống luôn hả? Đó, một tay á. Cầm bình rượu, một tay thủ quyền. Thủ quyền. Mệt quá à. Dạ. Bây giờ gì nè. Phải bữa mỗi ngày phải qua tập cho tôi. Mỗi ngày hả? Ừ. Chà. Phải tập với tao rảnh tao mới gì cha Hai Thành mới nể tao chứ. Mỗi ngày con còn việc là sửa điện máy này nọ với lại thôi cái tập cái đó mệt lắm chú ơi. Giờ xạo hoài sửa điện thoại rồi ha ế gần chết mệt xạo. Biết người ta ới mà thì đâu có thời gian đâu, con phải cố gắng con làm đâu có thời gian qua đây tập thường xuyên cho chú được. Giá như mà con có rủng rỉnh tiền đi con bỏ thời gian qua đây tập chú liền luôn á. Mệt lắm hả con? Mồ hôi ra dữ lắm hả con? Mệt lắm nữa chứ.
Hiểu rồi. Lấy cái này chăm mồ hôi đi con. À, khỏe liền chú ơi. Xạo. Ba la gì vậy? Ai vậy? Tôi nè, ba nè. Anh ba hả? Anh ba hả? Ờ. Chờ em xíu nha, chờ em xíu nha. Đang lỡ rồi, đang lỡ tay rồi. Làm gì? Đang tập yoga, tập yoga. Tưởng bà bay chứ. Trời ơi, cái này là cái thế đại bàng xà cánh. Yoga đây hả? Dạ. Dữ ha. Một nhịp như vậy á là mình phải tập tới 20-30 giây lần. Mà bây giờ là tập 30 giây cho nó chắc. Anh chờ em xíu. Giờ đứng chờ hả? Chút xíu thôi. 28, 29, 30. Gì vậy? Giống đại bàng mà xà cánh xuống phải đập cánh bạch 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 chứ. Tưởng giống lên đồng chứ. Nhưng mà tập được mấy bữa rồi? Em tập được 3 bữa rồi đó. Rồi cảm giác là nó bớt đau khớp chưa? Bớt chứ. Bớt thiệt hả? Thì bớt đi là nó bớt đau mà. Ngồi chỗ không đó. Trời ơi. Thôi dẹp tôi đi. Vụ này đóng xong rồi, thấy không ổn rồi. Nè. Trời có phải trai Thành dạy cô không? Đúng rồi, sớm này không anh thì anh hai chữ chỉ em chứ làm sao. Tôi nói chung á. Dạ. Là cái bộ môn nào á nó cũng có lợi hết trơn á. Chính xác. Có lợi cho sức khỏe của mình hết á. Dạ. Nhưng mà vô quan trọng là cái người dạy. Người dạy. Cái người dạy phải học từ gốc tới ngọn, có thầy rồi đàng hoàng. Đúng rồi đó. Còn ông nội hai Thành là trời đất ơi tào lao. Ông học lớn người ta không, ông chỉ tầm bậy tầm bạ của tụ ở nhà ma đó. Nói gì mít lòng ảnh không? Không có mít lòng gì hết trơn á. Cái này sức khỏe của mình quan trọng hay là cô sợ nó mít lòng? Sức khỏe. Thế càng ngày càng đau không? Đúng rồi đó. Càng ngày càng nặng. Đây nè. Tôi giấu nghề lâu rồi. Giấu nghề á? Tôi mà chỉ cô một cái là hết khớp. Anh biết yoga này luôn hả? Không có yoga, môn khác. Môn khác, môn gì anh? Võ. Thôi. Nữ như em với lại lớn tuổi đánh võ rầm rầm nhìn thấy nó không có được mềm mại. Túy quyền là không có rầm rầm, nhẹ nhàng trên cơ thể thôi. Đó, cái tay chỉ làm vậy thôi. Đó. Là... tay chỉ dễ tháo nhẹ nhàng thôi. Nhưng mà cái đây là vận động để cho mình hết khớp rồi. Vận động cho mình hết khớp. Lưu thông mạch máu luôn. Mà đặc biệt là sống lâu dữ lắm. Sống lâu thành quỷ đó. Không phải, người ta nói ông biết là cái ông tổ á, cái ông tổ mà ra cái túy quyền rồi đó. Vậy ha. Chứ ông sống tới bao lâu không? Bao lâu anh? 300 năm rồi mà ông mới rát thôi chưa chết. Trời đất ơi, có phải là người nữa không? 300 năm lận. Không phải, ý người ta nói là ông này đó là trường sanh bất lão. Nhưng mà ông đã tập vậy rồi, còn mình thì tập cho sức khỏe quá thôi. À, tập cho mình dẻo dai để mình sống lâu một chút. Đặc biệt là trẻ. Trẻ. Trẻ trung lắm, có thấy bây giờ nó trẻ không? Trẻ. Thấy không? Ê, cái gì chứ vụ trẻ phái nha. Đây nè. Trời ơi, tập hồi đó tôi tập dữ lắm luôn. Dạ. Nhưng mà nhẹ nhàng hết. Dạ. Nhưng quan trọng là không biết cô chịu không à? Chịu chứ, trời ơi, cái vụ gì mà khỏe với trẻ là phái lắm. Không phải cái vụ đó. Chứ vụ gì anh? Túy quyền. Dạ. Túy là gì? Túy là gì? Rượu. Rượu. Quyền là đi đường quyền. Ê, rượu nhà nhiều lắm nha. Ừ, mà tập cái này là phải uống rượu. Thôi. Nãy giờ thấy nói hai cái là hết ưng luôn á. Gì? Võ là phụ nữ đánh là sợ bị thô kệch nè. Rồi xong rồi đã vậy còn uống rượu nó hại gan lắm. Không phải, trời ơi, đôi. Hại gan là khi nào uống nhiều kìa. Cái gì mà lạm dụng nó mới hại. Còn cái này mình uống để cho máu huyết lưu thông thôi. Nó dẫn máu huyết lưu thông thôi. Thì tất cả những cái độc hại của mình trong người mình nó ra hết. Giống như là nó là cái chất dẫn vô người mình á hả? Ừ. Ủa, hay vậy ta. Vậy thôi mình... anh bị gì vậy? Phải nhớ nhắc tới rượu cái tôi thèm. Thôi sao đâu bây giờ vậy nè. Anh hướng dẫn cho em đi, một khi mà em tập rồi, em trẻ, em khỏe rồi, bao nhiêu rượu em cũng cho anh uống miễn phí hết. Đây nè. Cái chân này để lên. Nhón vậy đó hả? Để chị biết không? Chị anh. Cái chân này chịu. Chân này chịu. Thì máu huyết lưu thông nè, nó sẽ hết khớp rồi nè. Tôi có biết tôi đau khớp thường xuyên mà bây giờ anh là bị đa khớp em biết đâu, mà. Đâu đau nữa đâu. Tại chân này nó sao gì đâu. Dạ. Thấy không? Nha, vậy nha. Dạ. Quan trọng là cái tay nè. Cái tay phải làm sao? Tay sao? Tay nè, cuốn nè. Cuốn nè. Cuốn gì vậy? Thấy không? Ủa anh, cái này em thấy anh giống như bị rút vậy á. Bị quéo. Không phải, giống như cô nãy cô làm vậy phải không? Dạ. Thì cái đây là vỏ. Dạ.
Thấy chưa? Võ ngoéo. 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 Cái này là đây. Ngoéo cái gì vậy? Cô đừng nghĩ nè. Cái tay cô ngoéo này nè, như vậy nè. Phải chỉ nha. Cái tay nè, cong gồng lên. Gồng. Ờ cái tay này cong cong chút vậy nè. Dạ. Đó. Đó, để cái lực nó ra đây. À. Cái lực từ đây nó ra đây. À. Đó. Còn cái tay đừng có vậy. Ra đây sao? Tay ôm muốn hết ta. Không có hết vòng tay đâu. Đây vậy nè. Nè, đó, phải cong như là để ra sao? Ừ. Cong lại để sao? Rồi, rồi, rồi. Đó, cái tay này nè. À, thôi, 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 đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Hả? Cái tay nó nằm ở trên chứ không phải nó nằm ở dưới. Không phải, cái tay ở trên ôm không hết. Trò hiểu rồi thầy. Chỉ là chỉ với nhiệt tình. Biết. Không có lợi dụng. Biết. Ừ. Tính. Nhớ không? Nè. Rồi. Tên, 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 tên. Đó. Ôi, đúng rồi nè. Được rồi nè, đó. Hay quá. Đi đâu mà mặc giáo giác kiếm chó hay đâu vậy? Không hợp gặp hoài ta. Lâu quá mới gặp. Nợ hay gì á? Vì nợ ba sinh. Có nợ chứ không có duyên. Kỳ á. Đi đâu vậy? Làm việc cũng lo làm việc tối ngày gà kiếm chó hoài vậy? Chó đâu chó gì? Tôi đi lăn đi khảo sát. Còn đi đâu? Tôi đi giải chứ đâu. Giải gì? Giải người ta vô ga chứ đâu. Giải bà tôi mập. Trời đất. Trời, yoga là cái giống gì vậy? Trời đất ơi, bởi vì ông không có biết tối ngày ăn nhậu chứ không có biết. Thấy không? Bây giờ tôi làm trưởng ấp nè. À. Đó, là tôi phải dạy trị bệnh cho bà con trong ấp mình nữa nè. Đó là yoga là trị bệnh khớp. Ông hiểu không? À. Yoga là uống dẻo rồi đó hay gì vậy đó. Trời ơi, thôi ông ơi. Không có được đâu. Với cái yoga là không có trị là tào lao lắm, không có trị được cái gì hết trơn rồi. Trời ơi, cái môn của người ta, cái môn từ Ấn Độ người ta đem về đây mà không nói chuyện dẫn chơi không. Ấn Độ về đây gửi Ấn Độ dạy, còn ông dạy gì? Ê, đó là tôi đã học. Học đâu? Ấn Độ chứ đâu. Ấn Độ, trời ơi, Ấn Độ. Mệt không quá, nói chuyện ông mệt quá, ông đi đâu? Bây giờ ông dạy bà Tư phải không? Ừ. Tôi cũng đi dạy bà Tư. Làm bộ nha, đừng có lợi dụng người ta nha. Lợi dụng gì? Dạy cái gì, ông dạy cái gì? Túy quyền. Ông có coi phim không? Biết túy quyền không? Đó. Ăn thịt chó riết rồi hở rồi cái tí chuột cẩu rồi không? Túy quyền là sao? Túy quyền là đánh vô quyền nè. Vậy đó. Trời ơi, hiểu không? Thấy không? Đó. Những cái điệu bộ đó sẽ làm cho hết giảm đau xương khớp. Giờ mong giống bộ y như cái bộ xương khô mà túy quyền cái gì. Cái này là ông nhìn bình thường mà chưa gồng lên. Nè. Thấy gì không? Thấy gì đâu. Cái người học võ đó là phải có cơ. Trời ơi, trời. Nó mềm như cái trái chuối hầm dừa vậy ông nội ơi. Cái dưới này chưa có tập. Người ta tập võ là nó nổi này nè, biết cái này cái gì không? Gì? Con chuột. Chuột gì? Chuột con. Con chuột mẹ nằm đâu? Đi ăn chưa về. Ê hả? Đúng rồi, chuột con thôi chứ thấy nè. Ta tập yoga nào thấy nào nè, nè. Thấy không nè. Trời ơi, cái này là tại ông mập. Mập cái gì? Mập sao ta không có bụng, còn ông kìa, giờ ông đi, ông đi. Sao đây đi đây? Không bụng. Bụng người ta nhưng mà người ta tập yoga nó teo rồi. Còn tôi sao? Nè, đừng hót chứ đừng có gì đâu. Đừng có hót phải không? Cái mình thì nhỏ, xương sắp không mà bụng thì chóc nóc y như con cóc chữa đó. Thì sao? Trời ơi, ớn quá. Nhìn chúng ta đó, ông đi yoga. Tôi là người võ, thử thôi, phòng thân cái chứ. Đầu tiên nè. Trời ơi, bê đích, võ sĩ bê đích. Thôi. Rồi, hiểu. Rồi, ra đi, xỉu bây giờ nè, hiểu. Chóng mặt quá vậy ta? Hiểu, chóng mặt, phải không? Chóng mặt không? Gì sao? Vậy là lên tăng sông, hoặc là rối loạn tiền đình. Nó chết bây giờ đây nè, bày đặt võ khỉ, võ gì? Cái này là võ này là ở Cần Giờ. Không ờ, đảo khỉ Cần Giờ chứ gì? Cần Giờ. Thôi, mệt quá. Rồi đi. Đâu đi vô ra coi, xử xong. Đây nè. Nghe sao? Trời ơi, cái vỏ gì vậy mà vậy nè. Chú gai kìa. Trời giống BD quá. BD sao được BD chứ, tới yoga phải vậy chứ, phải nhẹ nhàng chứ. Thôi, ông nội mệt quá. Tôi mới là người trị bệnh của Tư nè.
tôi mới là chị Bỉnh nè. Tôi nè. Trời đất ơi, bả khở đó mà ông dạy múa kiểu đó sao bả chịu nổi. Tí quyền mà. Thôi đi, bả sao tí quyền được. Chứ sao? Bả phải doi quyền. Còn ông mới là tí quyền. Dạy gì lần nó nghịch cái vỏ rồi. Doi nghịch cái gì, tôi dạy như vậy để cho bả hết cái khớp của bả. Hết hay không thì tôi không biết, nhưng mà tôi thấy là yoga không về là chất lượng lắm đó. Bữa nay là khỏe ra nghe. Tôi mới gặp bà đó mà khỏe lắm luôn. Bà cảm ơn tôi bây giờ tứ quyền. Qua tôi thấy bà đi đá banh đó đó. Trời ơi kìa. Má, mày từ đâu giờ má đi. Trời ơi. Mày dám cái gì vậy? Mày thôi tao hoài. Chú quán gì mà nặng nề quá vậy? Ủa? Chú hai, chú ba. Anh. Ủa? Có hai ông ở đây luôn hả? Sao? Làm gì mà kẹ má bị đi đâu vậy? Trời ơi, con dắt má ra ngoài bắt xe đi chạm xá. Má con bị đau khớp nè. Ủa hôm tao chỉ thấy bớt lắm rồi sao bữa nay chợt bệnh vậy? Sao nói đá banh? Thì mới thấy đá banh chặt phải không? Trời ơi, không có. Con thấy má con cách đây tuần á là má con không có bị gì hết trơn á. Tự nhiên mấy ngày nay nè, bà đặt thấy ở trong nhà cứ uống éo rồi đi lấy rượu ra uống nữa xong múa. Rồi bị chật khớp luôn nè. Rồi. Nghĩa là cái môn của ông đó, cái môn của ông là trước khi là múa tập đó là phải nhậu phải không? Thì phải đi uống một vài ly là mới có chấn tập chứ, xả xỉn mới tập được chứ. Có đi đá banh không? Không. Trời ơi, banh bọng gì tầm này cũng tại hai ông hết trơn á. Ông á ông ba. Gì? Ông chỉ tôi cái gì mà tí quyền. Ông kêu tôi phải uống rượu á trước khi mà tôi tập tí quyền. Đó. Đó là người ta nói tôi á, tí quyền cũng có thể là trị dứt cái bệnh mà đau khớp này. Đó, không chỉ mà. Phải, nhưng mà mình tập với điều kiện mình phải tỉnh táo, còn uống rượu vô nó sưng ba cái khớp lên hết. Chưa tính tới phần xỉn quá té, lưng khớp luôn. Tôi đã nói rồi, ông làm bộ lợi dụng, tính lợi dụng cho nhậu phải không? Cho nhậu say, rằng ông cứ dở trò phải không? Đừng có nói bậy nha, tôi coi phim Hồng Kông rõ ràng, có thấy uống rượu trước tí quyền sao nha. Thôi, cái đó trong phim. Còn ông nữa đó ông hai. Sao nữa? Cái môn yoga của ông đó hay quá trời đi, người ta nói yoga thì cũng có thể trị mấy cái khớp này của tôi. Nhưng mà có một cái là phải tập đúng tư thế, đúng cách, với lại phải có sự hướng dẫn của huấn luyện viên chuyên nghiệp. Chứ đâu phải tập khơi khơi như ông vậy đâu, giờ ba cái khớp nó dặn tới dặn lui, sắm khớp luôn rồi này nè. Không biết là sao? Tôi chỉ y như ông thầy Ấn Độ kỹ ta. Thôi. Tôi là ở cấp tiểu học, còn ông đưa cái bài gì đâu mà cử nhân với cao đẳng sao tôi học được? Đúng rồi, đưa cao quá thẩu quả nhập ma. Ui da, bị... Bây giờ nhìn cái gì? Bây giờ cái chuyện khớp của tôi nó đau như vậy rồi ai chịu trách nhiệm đây? Trời ơi.